ăn mì với thiên hạ, cùng nhau coi đá banh. Yeah. Nam vô rồi, vô một trái nữa rồi. Hôm nay đi coi đá banh được tặng mì miễn phí. Wow. Tối nay rất là đông vui nha cả nhà. Có đá banh nữa. Đây là Rex Hotel. Quá dữ. Nhà hát thành phố. Đông lắm. Cùng nhau xem bóng đá. Bóng đá đồng lắm à, quá vui luôn á. Hôm nay đi coi đá banh được tặng mì miễn phí. Thiếu văn đoàn chuyên sân bóng ở những vòng vào trận đấu.